cô thấy cũng như lâu lâu mình có nhức đầu rồi lên máu ói, lâu lâu năm cô nhức đầu chừng 3-4 lần chứ không phải nhức dữ dội, không có nhức hoài. Rồi cũng đi du lịch rồi chơi bình thường, có lần đi bên Thái Lan thì bị cũng bị ói nhức đầu vậy đó, mà cô nhanh hết lắm, cô đó thì cô khỏe, bệnh bữa 2-3 bữa là hết à. Mà kỳ này đi vô tình thôi, bạn đăng ký đi khám rồi ra mới biết mình bệnh vậy. Bởi vì nhiều người nếu mà ai bị nhức đầu thì nên đi chụp MRI cái nào mạch máu não á để biết, chứ đó giờ cô năm nào cô cũng đi khám sức khỏe 6 tháng hoặc năm mà khám tự dưới này xuống chứ đâu có chụp cái đầu chi. Tại người ta nói chụp cái đầu sợ mất trí nhớ gì đó, rồi cô đâu chụp. Bữa đó bạn cô đăng ký thì thôi cô mua nguyên gói khám, cô tôi đi làm hết xét nghiệm luôn mới biết là túi phình mạch máu não. Nếu cô để trễ là cô chết rồi. Nó thì nó là túi phình quá lớn, nếu mà để vài bữa là nó nổ cái bụp là chết liền chứ không có cứu được. Gói tầm soát là như mình biết được trong não mình có gì không, rồi tim cô cũng phát hiện tim là hở quanh 2/4. Rồi sau đó bạn cô đi thăm cô thì cũng mua gói khám 9 triệu vậy đó, rồi mới biết hở 4/4 chứ đó giờ không biết. Nên giờ đi điều trị, rồi em cô cũng bị. Em cô bị 2 túi, túi 3 ly với 6 ly. Là lúc mổ xong là khoảng mấy tiếng đồng hồ đó, tới 4 giờ thì cô nằm ở trong phòng. Hồi sức 3 tiếng, tới 7 giờ tối cô mới lên phòng của mình. Thì có 2 ngày sau là ra viện. Lúc đó cô khỏe vậy lắm. Cái việc tầm soát này không phải nó chỉ mang lại lợi ích cho chính bản thân của bệnh nhân mà nó còn mang lại lợi ích cho gia đình bệnh nhân và xã hội. Chúng ta tránh mất đi những cái nguồn nhân lực, chúng ta tránh mất đi những cái việc trường hợp đáng tiếc mà lẽ ra chúng ta có thể phòng tránh được từ xa, chúng ta giữ lại được nguồn lực cho xã hội. Và một cái điều hơn nữa mà chúng ta muốn nhấn mạnh, nếu chúng ta so về kinh tế và tiền nong thì cái việc tầm soát điều trị sớm thì nó ít hơn cái việc chúng ta để xảy ra rồi mới điều trị. Và nếu chúng ta so trên con số đó thì tầm soát chỉ bằng 1/10 so với điều trị. Hậu quả của cái vấn đề đột quỵ xảy ra rồi thì nó không có một cái đồng tiền nào có thể mua được khi đột quỵ xảy ra. Đó là cái ý nghĩa quan trọng nhất của tầm soát. Thứ nhất là ở miền Tây mình không có cái bệnh viện lớn giống như ở trên thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là thí dụ người ta bệnh nó phải đi xa. Đi xa thì nó thí dụ như bệnh của cô đi mà đi vậy là mất chết, cho nên giờ có gần chạy nó nhanh, chạy tiếng là tới rồi, cho nên cũng như cứu được dân miền Tây của mình. Thì cảm ơn bác sĩ Cường là giỏi về mạch máu não, đã cứu được nhiều người, trong đó có cô. Bác sĩ Cường nói cô là ca khó nhất rồi đó tới giờ. Chúc bác Cường là luôn khỏe mạnh để mà cứu dân. Với lại chúc cho bệnh viện ngày càng phát triển.